Từ hôm nay ngày 1 tháng 12, chính thức giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, cá nhân kinh doanh ngành nghề tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2, điều 4 luật phòng chống rửa tiền năm 2022. Trong đó bao gồm một số ngành nghề tiêu biểu như tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện các hoạt động nhận tiền gửi, cho vay, cho thuê tài chính, dịch vụ thanh toán, các bên cung ứng dịch vụ ngoại hối, môi giới và tư vấn chứng khoán, quỹ đầu tư, bảo hiểm nhân thọ. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính, kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm trò chơi điện tử có thưởng, trò chơi trên mạng, viễn thông, mạng Internet, kinh doanh bất động sản, kinh doanh kim loại, đá quý, kinh doanh dịch vụ kế toán, cung cấp dịch vụ công chứng. Ở các nước phát triển, quy định này đã được áp dụng từ lâu, trong khi Việt Nam dù đã đề xuất từ nhiều năm qua nhưng chưa quy định chính thức. Dù có nhiều tác động tích cực như bảo đảm tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi của người dân, người mua và giúp cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát dòng tiền, sớm phát hiện dòng tiền bẩn được hợp thức hóa.